Chào mừng bạn đã đến video hướng dẫn của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Ở video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để viết bài lên website của bạn trên hệ thống iGroup Blog. Trước tiên, để làm được điều này, bạn hãy đăng nhập vào trang quản trị website của bạn. Như trên màn hình của tôi đây. Bạn hãy để ý vào cái phần menu bên tay trái đây. Có một phần đó là nội dung. Ở phần nội dung này, để bạn có thể quản lý được toàn bộ những bài viết, những trang hoặc là những cái đa phương tiện mà bạn đã tải lên website. Để viết bài mới, bạn hãy để tập trung vào phần các bài viết. Ở đây, phần thêm mới sẽ cho bạn thêm một bài viết mới lên website, hoặc bài viết là phần để bạn quản lý các bài viết cũ. Phần chuyên mục là phần để tạo ra được các chuyên mục để phân chia các cái danh mục bài viết ra thành nhiều danh mục khác nhau. Để thêm bài viết, mình sẽ kích vào phần thêm mới ở đây. Giao diện của phần viết thêm bài mới cũng khá là dễ sử dụng, gồm có phần tiêu đề và phần văn bản nhập. Ở phần tiêu đề này, bạn hãy nhập cái tiêu đề cho bài viết của bạn. Còn phần ở dưới đây là phần mà bạn có cái nội dung bài viết của bạn. Và có hai cách để bạn có thể viết được cái bài viết này. Thứ nhất là bạn có thể đi copy từ các trang khác và tổng hợp lại thành bài viết của bạn ở đây. Hoặc bạn muốn tự bạn viết lên bài viết đó thì bạn hãy sử dụng ý tưởng của bạn hoặc là sử dụng các ý tưởng từ phần Get an idea và Get a headline ở phía trên này. Get an idea là một chương trình hỗ trợ bạn là gợi ý tưởng khi bạn đang thiếu ý tưởng. Ví dụ mình kích vào phần Get an idea thì nó sẽ hiện ra một cái bảng, nó cho mình một ý tưởng như này. Nếu bạn thấy ý tưởng này nó phù hợp với cái nội dung bạn muốn viết thì bạn hãy kích vào phần Use idea và chọn nội dung này để viết bài. Hoặc nếu nội dung này chưa phù hợp, bạn có thể kích vào Get as idea ở đây. Phần này sẽ cho bạn một cái ý tưởng khác. Nếu nó vẫn chưa phù hợp, bạn có thể kích tiếp vào đây. Hoặc nếu nó đã phù hợp rồi, bạn sẽ kích vào Use idea. Hoặc trong trường hợp bạn không thích sử dụng cái phần gợi ý tưởng thì bạn có thể sử dụng phần Get a headline ở đây. Phần này bạn hãy điền cái từ khóa mà bạn muốn viết bài viết vào đây. Ví dụ mình sẽ viết một bài về bàn làm việc chẳng hạn. Mình sẽ ghi chữ bàn làm việc ở đây và kích ra phần ngoài của cái ô nhập văn bản đó. Hệ thống sẽ cho bạn 5 cái gợi ý để bạn có thể lựa chọn. Ví dụ 5 loại cây phong thủy để trang trí bàn làm việc hoặc các loại cây cảnh trang trí bàn làm việc. Bạn có thể chọn một trong một cái tiêu đề để viết cho bài viết của bạn mà bạn thấy phù hợp nhất. Ví dụ mình chọn một ý tưởng như này và mình kích vào phần lựa chọn tiêu đề ở đây. Như bạn đã thấy, phần tiêu đề của mình đã có một tiêu đề ở đây. Và từ tiêu đề này, mình sẽ viết một bài để cho nó phù hợp với phần tiêu đề đó. Khi bạn đã viết xong bài viết, bạn hãy để ý đến phần bên phải này có phần chuyên mục. Bạn hãy chọn đến chuyên mục phù hợp với cái bài viết của bạn. Hoặc bạn có thể tạo thêm một chuyên mục mới ở đây. Ví dụ mình sẽ tạo thêm một chuyên mục đó là việc làm chẳng hạn. Rồi kích vào phần thêm chuyên mục. Chuyên mục đã được thêm và tự động bài viết đã được đưa vào phần việc làm khi bạn tích vào đầu của chuyên mục. Một phần nữa là ảnh chức năng cho bài viết. Phần này là phần ảnh hiển thị cái đại diện cho bài viết khi bài viết được đưa lên trang chủ. Nếu bạn có một phần ảnh đại diện bắt mắt thì bạn có thể thu hút được khách hàng một cách dễ hơn. Mình sẽ chọn một bài viết. Ví dụ mình sẽ chọn một hình ảnh. Ví dụ mình chọn hình ảnh này và kích vào phần chọn ảnh tiêu biểu. Khi bạn đã làm xong các bước trên, bạn có thể lưu bài viết vào nháp nếu bài viết chưa hoàn thành để lần sau bạn có thể chỉnh sửa lại. Hoặc bạn có thể kích vào đăng bài viết nếu bài viết của bạn đã gọi là hoàn thành rồi thì bạn có thể kích vào đây. Hoặc bạn có thể xem thử bài viết
để xem bài viết của bạn đã được ưng ý hay chưa. Ở đây mình sẽ kích vào đăng bài viết. Rồi mình có thể xem trước bài viết ở đây, xem thử bài viết đây. Đây là bài viết của mình. Ok, chúc các bạn thành công.